Ba Lập TV. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ba Lập TV. Hôm nay chúng mình nghỉ, bố mẹ mình cho mình đi công viên và hôm nay mình cho chim đi dạo các bạn ơi. Đúng rồi. Không có gì. Bây giờ ở đây mình có một cái khăn màu vàng. Bây giờ mình sẽ biến ra con chim thật màu vàng cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ biến ra một con chim cho các bạn xem nhé. Oh.